À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đến với bài học thực hành tiếng Việt ở trang 19 của sách giáo khoa ngữ văn 7. Trước tiên, các em hãy cùng cô đi vào phần 1 lớn, khởi động. Trong phần 1 này, cô sẽ có một câu hỏi để chúng ta vừa tái hiện kiến thức liên quan đến phó từ và cũng chính là để chúng ta gợi nhớ đến một số câu thơ trong văn bản mà chúng ta đã học. Chú ý cho cô yêu cầu như sau. Tìm 4 câu thơ có sử dụng phó từ trong hai văn bản Lời của cây và Sang thu. Cô nhắc lại một chút về kiến thức lý thuyết để chúng ta có thể nhớ. Phó từ là những từ chuyên đi kèm với danh từ, động từ, tính từ nhằm mục đích là bổ sung ý nghĩa cho các từ loại này. Các loại phó từ chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm phó từ chuyên đi kèm trước danh từ. Thứ hai là nhóm phó từ chuyên đứng trước hoặc sau động từ, tính từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để xem cô hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi ở phần khởi động như sau. Chúng ta có thể kể ra các câu thơ như là mầm đã thì thầm, phó từ là đã, nay mai sẽ lớn, phó từ là sẽ, hình như thu đã về, phó từ đã, sấm cũng bớt bất ngờ, phó từ cũng. Ngoài ra thì các em có thể liệt kê ra những câu thơ khác cũng có sử dụng phó từ. Nhưng chúng ta cố gắng là chỉ đáp ứng đúng yêu cầu câu hỏi là chỉ cần tìm 4 câu thơ trong cả hai bài thơ thôi. Bây giờ hãy cùng cô đi vào phần 2 lớn luyện tập và vận dụng. Trong phần này cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải chi tiết các câu hỏi trong sách giáo khoa của phần thực hành tiếng Việt. Câu 1, em chú cho cô. Yêu cầu ở đây đó là tìm phó từ trong những trường hợp sau. Các phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ và tính từ nào? A. Chưa gieo xuống đất, hạt nằm lặng thinh, trích từ bài Lời của cây của Trần Hữu Thung. B. Mầm đã thì thầm, ghé tai nghe rõ, trích từ bài Lời của cây của Trần Hữu Thung. C. Vẫn còn bao nhiêu nắng, đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi, trích từ bài Sang thu của Hữu Thỉnh. Giờ, những buổi chiều tôi hay nhắm mắt, sờ những bông hoa, rồi tập đoán. Tôi đoán được hai loại hoa, hoa mồng gà và hoa hướng dương. Bố cười khà khà, khen tiến bộ lắm. Một hôm khác, tôi đoán được ba loại hoa, trích từ bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. B. Nó vẫn giúp người quản tượng phá rẫy, kéo gỗ, nhưng chỉ khuây khỏa những lúc làm việc, rồi sau đó lại đứng buồn thiu, trích từ bài Phía Tây Trường Sơn của Vũ Hùng. E. Khi biết mọi tiếng rống gọi đều vô ích, còn vòi lồng chạy vào nhà, trích từ bài Phía Tây Trường Sơn của Vũ Hùng. Các em hãy nhìn lại cho cô yêu cầu ở câu hỏi số 1. Nhìn vào yêu cầu thì chúng ta thấy là đề bài có gợi ra hai yêu cầu. Thế nhưng khi trả lời thì các em có thể trả lời kèm lại, gộp lại thành một nội dung cũng được. Cô gợi ý cụ thể trong phần này như sau. Trước tiên là chúng ta phải chỉ được phó từ, ở đây là phó từ nào. Và thứ hai là chúng ta sẽ gắn thêm với một yêu cầu nữa, đó là phó từ ấy thì bổ sung ý nghĩa cho động từ hay cho tính từ nào. Thì ở đây cô sẽ gộp để có một câu trả lời ngắn gọn, cô đọng nhất. A. Phó từ chưa thì bổ sung ý nghĩa cho động từ gieo. B. Phó từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ thì thầm. C. Phó từ vẫn bổ sung ý nghĩa cho động từ còn. Trong ví dụ C, chúng ta còn có các phó từ nữa. Là phó từ đã bổ sung ý nghĩa cho động từ vơi. Phó từ cũng bổ sung ý nghĩa cho động từ bớt. Ở ví dụ giờ, phó từ lắm bổ sung ý nghĩa cho tính từ tiến bộ. D. Phó từ vẫn bổ sung ý nghĩa cho động từ giúp. E. Phó từ đều bổ sung ý nghĩa cho tính từ vô ích. Bây giờ hãy cùng cô chuyển sang tiếp câu hỏi số 2 ở trang 19 sách giáo khoa ngữ văn 7 tập 1. Trong những trường hợp sau, phó từ được in đậm bổ sung ý nghĩa cho động từ hoặc tính từ nào? Xác định ý nghĩa bổ sung trong từng trường hợp. Hãy lưu ý cho cô ở trong câu 2 này thì chúng ta không cần phải đi tìm ra phó từ nữa, bởi vì ngay trong ví dụ người ta đã in đậm cho chúng ta rồi. Nhiệm vụ của chúng ta đó là trả lời xem là phó từ ấy bổ sung ý nghĩa cho động từ hay tính từ nào. Thì hãy nhớ cho cô, dựa vào vị trí của phó từ và dựa vào từ đi kèm thì chúng ta có thể chỉ ra xem là phó từ ấy nó đã làm rõ nghĩa cho động từ hoặc tính từ nào. Câu A, rằng các bạn ơi,
cây chính là tôi, nay mai sẽ lớn, góp xanh đất trời. Trích từ bài Lời của cây của Trần Hữu Thung. Phó từ in đậm ở đây là từ sẽ. Trong câu B, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Trích từ bài Sang thu của Hữu Thỉnh. C, ngày nào ông cũng cho nó ăn thêm hai vác mía to, hai thùng cháo. Giờ, ông quen nó quá, khó xa rời nó được. Trích từ bài Phía Tây Trường Sơn của tác giả Vũ Hùng. Như vậy là trong câu 2 này thì chúng ta hãy chú cho cô, yêu cầu có vẻ rất là đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ việc là chỉ ra ý nghĩa là một này, và thứ hai là tìm xem là phó từ ấy đã bổ sung ý nghĩa cho cụm từ nào hoặc cho từ nào. Cô gợi ý cụ thể như sau. Ở trong câu A thì phó từ sẽ đã bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ lớn. B, phó từ đã bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ về. Chúng ta hãy cùng đọc lại để chúng ta cảm nhận rất rõ về sắc thái ý nghĩa ở đây. Sẽ lớn, sẽ về, đúng không ạ? Nếu như ở câu A thì sẽ lớn ở đây gợi lên khoảng thời gian trong tương lai, thì ở câu B đã về lại gợi lên khoảng thời gian là trong quá khứ và đã xảy ra rồi. C, phó từ cũng bổ sung ý nghĩa về sự tiếp diễn tương tự cho động từ cho. D, phó từ quá bổ sung ý nghĩa về mức độ cho tính từ quen. Rồi phó từ được còn bổ sung ý nghĩa về khả năng cho động từ xa rời. Cô nhắc lại kiến thức lý thuyết một chút để cho các em có thể tái hiện và cũng như là lưu giữ trong trí nhớ của mình được tốt hơn. Các loại phó từ ở đây chúng ta sẽ có phó từ chỉ quan hệ, thời gian, phó từ chỉ mức độ, phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự, phó từ chỉ sự phủ định, phó từ chỉ sự cầu khiến, rồi phó từ chỉ kết quả và hướng, và cuối cùng là phó từ chỉ khả năng. Như vậy là chúng ta có rất nhiều loại phó từ. Cho nên chúng ta hãy cố gắng đọc kỹ phó từ đó khi gắn với động từ hoặc tính từ thì nó tạo ra sắc thái nghĩa như thế nào để chúng ta lựa chọn loại phó từ xếp cho nó phù hợp. Chuyển sang câu 3 ở trang 20. Cho hai câu sau, A là trời tối, B, bọn trẻ đã bóng ngoài sân. Dùng phó từ để mở rộng các câu trên, nhận xét về sự khác nhau về nghĩa giữa câu đã cho và câu mở rộng trong từng trường hợp. Như vậy ở trong câu 3 này thì người ta không cho chúng ta phó từ trong này nữa, mà chúng ta sẽ là người tự thêm phó từ. Cô nghĩ rằng việc thêm sẽ không khó đối với chúng ta, bởi vì đó là những cái từ đi kèm động từ hoặc tính từ. Chúng ta chỉ việc là thêm vào để cho nghĩa của nó có thể rõ hơn về sắc thái thôi. Và khi mà chúng ta đã thêm rồi thì chúng ta lưu ý trả lời đủ yêu cầu trong câu hỏi. Đó là cần nhận xét, tức là so sánh sự khác nhau về nghĩa giữa câu mà đề bài cho và câu mà chúng ta đã thêm phó từ vào. Cô gợi ý cụ thể câu này như sau. Ở ví dụ ở câu A thì cô sẽ thêm phó từ ở đây là trời vẫn rất tối. Như vậy là khi mà thêm phó từ vào, chúng ta so sánh với lại câu là trời tối, thì chúng ta sẽ thấy là câu mà chúng ta thêm phó từ đã được bổ sung về mức độ cũng như là diễn tả sự tiếp diễn của sự việc. Đúng không nào? Chúng ta sẽ cảm thấy sắc thái nó có sự khác nhau rất lớn. Còn trong câu B, bọn trẻ đã được đá bóng ngoài sân. Cô thêm phó từ đã được ở đây, đứng trước cụm từ đá bóng ngoài sân. Và khi mà thêm vào như thế thì chúng ta hãy so sánh lại với câu bọn trẻ đá bóng ngoài sân, nó cũng mang sắc thái nghĩa khác nhau. Câu mà chúng ta thêm phó từ thì sẽ được bổ sung về thời gian cũng như khả năng của hành động. Các em đã hiểu rõ rồi thì cô sẽ cùng các em đi sang tiếp câu hỏi số 4 để chúng ta giải quyết yêu cầu của câu hỏi. Ở đây câu số 4 có một yêu cầu, đó chính là chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ. Đoạn thơ rất ngắn, chúng ta hãy chú ý cho cô. Khi hạt nảy mầm, nhú lên giọt sữa, mầm đã thì thầm, ghé tai nghe rõ. Trích từ bài Lời của cây của Trần Hữu Thung. Thì để trả lời được câu hỏi số 4 này, chúng ta hãy chú ý cho cô là chúng ta phải gọi tên chính xác được biện pháp tu từ trong đoạn thơ này. Nếu chúng ta gọi tên sai thì chắc chắn là phần nêu tác dụng của chúng ta cũng sẽ không có hiệu quả và
và không được chấp nhận. Cho nên là chúng ta phải có được kiến thức chính xác về biện pháp tu từ để chúng ta gọi tên đúng. Cô gợi ý trả lời ở câu số 4 này cụ thể như sau. Chúng ta có thể xác định biện pháp tu từ ở đây là biện pháp tu từ nhân hóa. Bởi vì khi tác giả miêu tả hạt mầm thì tác giả đã dùng hàng loạt những từ ngữ mà vốn được dùng để gọi, để tả người, ví dụ như là thì thầm. Hạt mầm chúng ta tưởng là vô tri, nhìn nó sẽ không có một cái sự chuyển động gì và nó cũng không hề biết nói, đúng không nào? Thế nhưng mà với góc nhìn của tác giả thì tác giả đã nhập vai vào hạt mầm để gán cho nó hành động giống như là con người. Ngoài ra thì các em có thể gọi tên một biện pháp tu từ khác nữa là biện pháp tu từ ẩn dụ thông qua câu thơ là nhú lên giọt sữa. Sau khi mà chúng ta đã gọi tên đúng biện pháp tu từ thì hãy chú ý cho cô việc nêu tác dụng ở đây. Việc sử dụng các biện pháp tu từ thì không chỉ thể hiện mối quan hệ gần gũi của hạt mầm với con người, thể hiện tình yêu và sự gắn bó thân thiết với thế giới tự nhiên của nhân vật trữ tình, mà còn góp phần xây dựng thế giới hình ảnh thiên nhiên thêm phần sinh động, ấn tượng và hấp dẫn. Đó là phần hướng dẫn cho câu hỏi số 4. Chúng ta sẽ sang tiếp câu hỏi số 5 ở trang 20. Trong đoạn thơ sau, nếu thay từ phả bằng từ tỏa hay quyện, thì nội dung câu thơ thay đổi như thế nào và vì sao? Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Đoạn thơ trích từ bài Sang Thu của tác giả Hữu Thỉnh. Hãy chú ý kỹ cho cô ở trong câu số 5 này, chúng ta cần phải có bước đầu tiên, đó là chúng ta thay từ trong yêu cầu câu hỏi vào trong văn bản thơ, để từ đó chúng ta nhận ra được cái sự thay đổi trong nội dung của câu thơ. Và chúng ta sẽ lý giải được vì sao lại có sự thay đổi như vậy. Cô gợi ý chúng ta trả lời như sau. Nếu như thay đổi từ phả bằng từ tỏa hay quyện thì sẽ làm thay đổi nội dung câu thơ rất lớn. Cụ thể, từ phả nghĩa là bốc mạnh hoặc tỏa ra thành luồng, theo từ điển của Hoàng Phê, là động từ có sắc thái mạnh hơn động từ tỏa. Nó mới diễn tả được mùi vị của hương ổi chín đậm trong gió thu, mạnh mẽ, choán lấy tâm trí của con người. Mùi hương đó quyện thành luồng, hương thơm như sánh lại. Còn từ tỏa thì nó sẽ gợi ra sự lan tỏa về mùi hương trong không gian. Hương ổi thì nó sẽ không thể kích thích và gây được ấn tượng mạnh với người cảm nhận được. Cho nên khi dùng từ phả thì chắc chắn là Hữu Thỉnh cũng đã lựa chọn rất là kỹ càng và cũng đắn đo dựa trên ý nghĩa của từ ngữ và phải phù hợp với lại văn cảnh, hoàn cảnh mà tác giả viết. Cho nên tác giả đã muốn gây ấn tượng mạnh với người đọc về sự tập trung khi cảm nhận hương vị đặc trưng của mùa thu. Và điều này sẽ mất đi nếu như dùng hai từ kia. Nếu như các em đã hiểu ra thì các em sẽ chắc chắn là sẽ rất khâm phục tài năng sử dụng ngôn ngữ thơ của Hữu Thỉnh, đúng không nào? Bởi vì nó không giống như là khi chúng ta dùng một cái từ bất kỳ chúng ta nói trong cuộc sống hàng ngày, mà khi dùng thơ chúng ta phải biết lựa chọn từ ngữ làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh sáng tác cũng như phù hợp với đối tượng mà chúng ta miêu tả. Hãy cùng cô chuyển sang giải quyết câu hỏi 6 ở trang 20. Trong từ điển tiếng Việt, từ rành ràng có hai nghĩa sau. Một là chậm chạp, không khẩn trương, để mất nhiều thì giờ vào những việc phụ hoặc không cần thiết. Hai là to lớn và gây cảm giác cồng kềnh. Theo em, từ rành ràng trong đoạn thơ sau nên được hiểu theo nghĩa nào? Dựa vào đâu em có thể xác định được như vậy? Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về, sông được lúc rành ràng, chi bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu, trích từ bài Sang Thu của Hữu Thỉnh. Câu số 6 này thì chúng ta có thể thấy yêu cầu câu hỏi khá là dài, tuy nhiên thì nó cũng chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất là từ rành ràng trong đoạn thơ thì cần hiểu theo nghĩa nào trong hai nghĩa mà họ đã đưa ra. Thứ hai là nêu ra căn cứ, chỉ ra rõ tại sao mình có thể xác định được như thế. Chúng ta hãy dành một chút thời gian chúng ta cùng đọc lại hai nghĩa của từ rành ràng trong từ điển tiếng Việt để chúng ta có thể cân nhắc xem là nên hiểu theo nghĩa nào khi gắn trong đoạn thơ này. Như cô đã nói ở đây, sang thu là nói khoảnh khắc giao mùa,
chuyển mình giữa mùa hạ sang mùa thu, cho nên tác giả đã lựa chọn những tín hiệu rất đặc trưng để mà nói về sự giao mùa này. Cho nên nó cũng sẽ gợi lên một cái trạng thái rất là bất ngờ cho tác giả. Vì vậy chúng ta phải lựa chọn cách hiểu cho nó phù hợp với lại thời điểm giao mùa. Cô sẽ gợi ý cụ thể câu số 6 này như sau. Theo em thì từ rành ràng trong đoạn thơ nên được hiểu theo nghĩa số 1, đó là chậm chạp, không khẩn trương, để mất nhiều thì giờ vào những việc phụ hoặc không cần thiết. Bởi vì ở đây toàn bộ khổ thơ đều miêu tả sự chuyển mình vừa mơ hồ vừa tinh tế của thiên nhiên, cảnh vật khi mà sang thu. Rồi nó cũng có sự tương đồng về ý nghĩa với từ trùng trình, tức là cố ý nấn ná, làm chậm chạp để kéo dài thời gian, đúng không nào? Và từ danh giang nếu như dùng theo nghĩa thứ nhất thì sẽ gợi tả dòng sông khi sang thu không còn cuồn cuộn, sóng gấp gáp giống như mùa hè, mưa lũ, mà nó lại chậm chạp, thong thả trôi. Đồng thời là nó cũng gợi cảm giác là dòng sông như mang tâm trạng của con người đang lắng lặng, suy nghĩ, trầm tư về những trải nghiệm đã qua. Như vậy phần hướng dẫn trả lời cho câu hỏi số 6 thì đã khép lại nội dung bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Cô chúc các em có một sức khỏe và tinh thần thật tốt để chúng ta có thể hoàn thành những mục tiêu trong học tập mà chúng ta đề ra. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.